Xin chào các bạn, quay trở lại đi review và sự kiện MWC năm nay, và chúng ta đã thấy được hàng loạt các mẫu smartphone từ tai thỏ, đục lỗ hay là thậm chí các smartphone với viên pin khổng lồ và to như một viên gạch. Và rất hiếm nhà sản xuất nào đi theo hướng riêng của mình, mà hầu hết đều theo trend của các năm và bằng cách thêm tai thỏ hoặc gión nước vào. Meizu có lẽ là một trong số ít những nhà sản xuất vẫn còn trung thành với thiết kế không tai thỏ, giọt nước hay là bất cứ loại thiết kế mới nào trên các dòng smartphone cao cấp của mình. Bằng chứng là trong khi các nhà sản xuất khác đều chạy đua với màn hình tai thỏ trong năm ngoái, thì bộ đôi Meizu 16 và 16 Plus vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống, và tới năm nay, tiếp tục truyền thống này thì Meizu 16S Plus sẽ vẫn sở hữu màn hình không tai thỏ và không giọt nước. Thông qua các hình ảnh rò rỉ mới đây được tiết lộ thì chúng ta có thể thấy một thiết bị với màn hình có viền benzen của Meizu được làm khá là mỏng. Cả phần cắm dưới và trán đều mỏng hơn một chút so với thế hệ Meizu 16 năm ngoái, và mặc dù có viền benzen mỏng như vậy nhưng Meizu vẫn tích hợp được một khe loa thoại và camera selfie ở khu vực trán của máy. Và mặc dù có thể thấy rõ chi tiết mặt trước nhưng các hình ảnh rò rỉ lại không cho thấy mặt lưng của chiếc Meizu 16S Plus. Và về thông số phần cứng, Meizu 16S Plus được cho là sẽ sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.76 inch, lớn hơn 0.26 inch so với thế hệ tiền nhiệm, và màn hình này cũng sẽ tích hợp cả cảm biến vân tay. Máy chạy trên con chip Snapdragon 855 mạnh mẽ nhất, và camera chính sẽ là bao gồm một cảm biến 48MP có chống rung quang học OIS. Meizu 16S sẽ được cung cấp bởi năng lượng viên pin 3600mAh, rất mỏng. Tuy nhiên thì chiếc máy này sẽ không được hỗ trợ sạc không dây. Và như hình ảnh rò rỉ cho thấy thì chiếc Meizu 16S Plus sẽ có ít nhất hai phiên bản màu sắc, đó là màu đen và màu trắng. Meizu 16S Plus có phiên bản nhỏ hơn, đó là Meizu 16S, và sẽ được cho ra mắt vào quý 2 năm nay. Mức giá của bộ đôi này sẽ được dự đoán sẽ không chênh lệch nhiều so với chiếc Xiaomi Mi 9, và sẽ có giá từ 3.300 nhân dân tệ và tương đương với khoảng hơn 11,5 triệu đồng. Ngoài ra thì Meizu cũng sẽ tung ra thêm một phiên bản Meizu 16T, T ký hiệu là Turbo, hướng tới là các người dùng game thủ. Và các bạn thấy sao về sản phẩm này, và so sánh với Mi 9 thì sẽ thế nào? Liệu có ăn đứt được chiếc Mi 9 hay không thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Đừng quên like đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của Review. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.